có chị nào đang tìm kiếm một cái chiếc chảo rán mà nó bắt nhiệt tốt như gang, nhiệt khỏe như gang, đều như chảo gang, dùng thích như chảo gang nhưng lại không quá nặng như chảo gang không ạ? Thì đây là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho các chị này. Đây là chảo đúc của nhà Tây Pha, đúc liền khối của em nha mọi người. Nhưng nó chỉ là hợp kim nhôm và nó được xử lý giống như là gang luôn. Chất liệu nó hệt như là gang nhưng nó không bị nặng như gang mọi người nha. Và có thể quan sát cho em, khi mà em đặt cái miếng đậu vào bất kể một cái vị trí nào trên cái lòng chảo này, mọi người đều sẽ thấy là cái nhiệt sôi, cái độ sôi của dầu nó hoàn toàn đều như nhau, từ giữa chảo cho đến cái viền xung quanh và cho đến thành chảo luôn các chị nha. Nhiệt độ nó đều vô cùng luôn. Đó, đây là một là lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho tất cả các chị đang tìm kiếm một chiếc chảo rán không quá nặng nhưng bắt từ rất là nhanh và nhiệt sôi đều già chảo các chị nha. Bạn này giữ nhiệt cũng không hề kém gang cạnh một tí tẹo nào luôn các chị ạ. Một cái chảo động như thế này em đang chiên, mọi người có thể quan sát cho em này. Đó, dầu nó sôi ở mọi bề mặt chảo nhá, mọi vị trí trên bề mặt chảo đều sôi với một cái nhiệt độ giống hệt nhau luôn. Đó, và đây chỉ sau một chút thôi, sau một chút thời gian tầm khoảng 20 giây, 30 giây thôi là cả một cái chảo đậu của em nó sẽ được chín vàng đều như thế này luôn. Và có thể nói là em cái dầu mà em để ở trên cái thành chảo này này các chị này, nó cũng sẽ sôi luôn. Đó, đây là một cái ưu điểm cũng như là một cái điểm rất là lợi của cái chiếc chảo này luôn các chị nhá. Sôi rất là đều, nhiệt độ dầu rất là đều luôn. Và mọi đồ ăn các chị rán trong cái chiếc chảo này cho em đảm bảo với các chị đều rất nhanh, rất ngon và rất là đẹp luôn các chị nhá. Và cái bạn này giữ nhiệt cũng rất là tốt luôn, sau khi các chị tắt bếp đi thì nhiệt trong chiếc chảo này vẫn được giữ lại rất là lâu, vẫn nóng rất là lâu cho em các chị nha. Đây là chiếc chảo găng đúc Robusto nhà Tây Phan. Bạn này em đang dùng là 22cm luôn, rất là xinh cho em nữa. Có cả miệng rót trên thành chảo.